Nhắc đến phim cách nhiệt thì các bác thường nghe đến là 3M là phim xịn đúng không các bác? Đấy, cái logo như này, các bác thấy logo quá là nổi tiếng rồi đúng không ạ? Đấy. Thì phim cách nhiệt của 3M nó có một cái ưu điểm, đó là nó là phim quang học và 200 lớp. Ví dụ như cái bộ mã cao cấp nhất của nó đây, mã CR, nhưng mã này là Crystalline, dán kính trước này sẽ là CR60 các bác nhé. Đấy, bộ CR60. Khi mà đi trời mưa, gặp ánh nắng thì các bác sẽ thấy cái hiệu ứng 7 sắc cầu vồng của nó, và chỉ duy nhất ở trên mã CR này có đây. Đấy, 3M mới có. Và phim 3M ấy, thì nó ở hãng sẽ bảo hành cho các bác 10 năm. Đấy, 10 năm đổi mới liên quan đến bong tróc hoặc là xuống cái chỉ số nhé, chỉ số giảm. Đấy, chỉ số chống nóng giảm nhé. Ví dụ em lại không cầm cái máy đo đây. Ví dụ cái phim này các bác nhé, khi các bác trước khi các bác dán này, đấy, ví dụ các bác đo ở đây nó tỷ lệ là 100% là, nhưng mà sau 3 năm sử dụng mà các bác đo chỉ số nó giảm xuống còn có 70 hoặc 80 đấy, thì hãng sẽ dán đổi mới cho các bác nhé. Đấy. Có nhiều phim cách nhiệt tại sao các bác khi mà các bác đo, nhưng mà khi các bác chỉ số rất là cao nhưng mà các bác dán vào rồi các bác đi ấy, thì vẫn nóng như thường, bởi vì ấy, là khi các bác đo chỉ số ở trên máy ấy, là chỉ số thực tế của nó, nhưng mà sau vài tháng sử dụng đấy, thì nó sẽ bị giảm cái chỉ số đấy đi nhé, qua thời gian sử dụng đấy bị giảm chỉ số, nhưng mà riêng 3M nó bảo hành cho bác về cả giảm chỉ số luôn. Đấy. Bác nào ở Thái Nguyên hoặc ở khu vực Thái Nguyên đấy, các bác phải qua Gala để trải nghiệm phim 3M thực tế các bác nhé.